Nam Mô Phật Thanh Đồng chào tất cả mọi người Hôm nay Thanh Đồng đến với chuyên mục Vấn đáp tâm linh 24 Và trình bày đến với mọi người tất cả câu hỏi Mà nói chung với tất cả đại chúng Đều có thể biết được rút cái kinh nghiệm cho mình Trong cái đường sống tâm linh Cũng như tu tập và hành đạo Có bạn hỏi Thanh Đồng về hãy làm về căn của mẹ ngũ hành Năm mẹ ngũ hành á Kim một thủy quả thổ Ngũ dị tinh quân Quý vị biết đúng không ạ à? Thì Thanh Đồng sẽ có một cái video clip Riêng, riêng luôn nói rõ ràng cụ thể về thân xác tâm về điển nhận của căn năm mẹ ngũ hành năm vị tinh quân nhưng mà cái chung nhất mà thanh đồng nói bằng đừng gấp để cho lòng bạn có cái chí để mà tối nay ngủ ngon thường căn năm mẹ ngũ hành múa rất đẹp múa rất đẹp rất dẻo rất khéo nhẹ nhàng bay bổng và hát rất hay hát rất hay đặc biệt là căn mẹ kim mẹ kim hát rất hay mẹ lê sơn thánh mẫu hát nhiều khúc ru căng bật lên là người ta muốn vô hát múa thân nhẹ nhàng bay bổng liền căn mẹ thủy căn mẹ quả thì trợ duyên trần gian, vuốt bệnh chữa bệnh bạc vàng gấm dốc thì thanh đồng sẽ có một cái clip riêng nói cụ thể hơn và rõ nhất về căn năm vị tinh quân còn ở đây trả lời cho bạn biết có bạn hỏi thanh đồng là có người nói người ta vô sát bà chúa xứ và cha ngọc hoàng nói rằng là đừng có thờ Phật thích ca ở trong nhà đừng có trì chú đại bi ma nó tới quý vị nghe cho thanh đồng thanh đồng nói như thế này cái nhận định mà đừng thờ Phật trong nhà và đừng trì chú đại bi đó đừng có tụng kinh mà ma tới đó là một cái nhận định rất là tà kiến có khi là ma tà lộn lạo á, ban đầu là thuyết câu chánh pháp câu chánh nhưng mà ngã cho quý vị tin rồi dẫn quý vị về con đường tà đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi mà bản chất của quý vị lại phật thờ phật tụng kinh là gì phát tâm tôn kính phật thánh trời thứ hai nữa là gì sám hối các tội lỗi quá khứ thứ ba nữa là gì phát triển tâm từ bi và khiêm hạ ha khi mà mình phát ba cái tâm đó mình trì chú đại bi mình lại phật mình tụng kinh ngày qua ngày đó cái cơ thể mình từ từ nó có cái lực cái năng lượng ánh sáng tỏa ra mà cái năng lượng ánh sáng đó tỏa ra từ từ gốc của quyền kiến họ mình họ tìm về mình tìm về làm gì nương nhờ ôm vô trong thân con để làm gì nương nhờ ánh sáng con tỏa ra cánh sáng tu hành của con làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng dễ chịu và thoải mái Thành ra quý vị tụng kinh thời gian mà gốc của quyền quý vị mà theo quý vị nhiều đừng sợ Người ta theo, người ta nương theo, người ta tu Người ta tu thành công, người ta thoát khỏi cái cảnh biển khổ Rồi người ta quay lại, người ta đáo, người ta giúp, người ta đền ơn Vô chân tận Người ta đổ tới đời con của mình luôn Chứ không phải riêng gì đời mình không Cho nên á Cái người nào mà không trì chú đại bi á Đúng là gốc củ quyền, ma củ quyền, ma thân tộc cô chú anh gì Mình không có theo đâu nhưng mà con quỷ lạ ngoài đường nó sẽ theo Con ma da, ma nước, con quỷ, con chằn, con tinh nó sẽ theo Theo để làm gì? Nó bám theo cái ánh sáng màu đen tỏa ra đó Những cái sự dâm, tà, xấu, ác Bám theo để ăn những cái nguồn năng lượng tiêu cực đó Mà ăn xong rồi làm gì nữa? Phá hư cái thân, hư cuộc đời, gãy căn cơ, gãy hết tất cả mọi thứ của mình luôn Nhưng mà nói sâu về vấn đề này đó Mọi người tu tập một thời gian mọi người bỏ Thì lại là Chú của mình đi theo mình lại quậy Tại vì Ông đi theo mà quý vị mất đi cánh sáng an lạc rồi Ông bắt buộc phải bám vô cái thân Thành ra thân dễ nhức, dễ đau, dễ lạnh, dễ cấu, dễ cáo, dễ quạo là như thế Bởi vì là tu đừng có tu nửa giờ Đừng có ngày bỏ ngày nghỉ Mà phải tinh tấn, hiểu không? Tinh tấn, sáng tối, sáng tối, tinh tấn Người ta là sáu thời Quý thầy, quý ni là sáu thời Quý đạo trưởng bằng đạo là sáu thời công phu Mình tệ lắm cũng hai thời Sáng 5 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ tới 6 giờ chiều tối 6 giờ tới 7 giờ mình đi làm thì 7 giờ mình về mình công phu 5 giờ mấy ra tan ca ăn uống tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ 7 giờ lên công phu lại Phật khi mà cái ánh sáng của gì tỏ ra đủ cái uy đức rồi đó mà nó lớn nó bao trùm rộng khắp luôn kiến họ không có áp sát thân của gì nữa thời gian đầu 10 ngày đầu tụng kinh đó, 10 ngày tới một tháng đầu tụng kinh dễ gặp ma lý do là gì người ta thích quá rồi cái ánh sáng nó tỏ ra nhẹ nhàng im ái im dịu quá an lạc quá người ta đi theo như là một ông thầy pháp có lính đi theo vậy đó nhưng mà tu thời gian ánh sáng mình tỏ đủ rộng ra là người ta đứng đứng cách xa mình 10 mét người ta vẫn thấy an lạc người ta không có ốp sát vô trong thân mình nữa nhưng nếu mà mình bỏ tu hành bỏ trì chú bỏ lại phật bỏ không tôn kính công phu thì người ta không theo nữa vì theo đau đớn quá người ta chịu nổi người ta bỏ đi mà cái âm theo bỏ đi rồi con tà nó sẽ nhảy vô cho nên thanh đồng rất là mong là thanh đồng nói cái gì của gì hiểu ha Ma là có ma hiền, ma giữ Ma hiền theo không chịu đâu Để ma giữ, ma tinh ma tà theo Rồi nó phá, nó quậy, rồi điên, rồi loạn Mà quý vị đi coi thầy á Mà thầy nào nói là trời con có dông âm theo Con có căn này căn kia Nếu mà người ta nói á Người ta nói là quan gia trái chủ lệ quỷ báo thù Nó theo để mà nó phá hư cuộc đời của mình Xô mình té ngã, đẩy mình chết, hại mình Thì mình nên sám hối, tu tập lại Phật để mà trả lại cái nghiệp xa xưa nghiệp nợ dây là phải trả chỉ có lại phật sám hối để giảm đi thôi thí dụ như hồi xưa hại nó chết bây giờ nó phải hại chết trở lại nhưng mà vì cái công tu hành cái công sám hối cho nên là nó hại chỉ mất chút xíu cái sự hư tổn trong cuộc sống thôi nhưng mà phải trả nợ là phải trả ha còn cái người ma mà trong kiến họ thân tập mình theo mà ai nói cho con con có chú năm chú bảy gì theo con mừng đi con mừng đi rồi tại con hiền người ta mới đi theo con đó con biết thu con có ánh sáng người ta mới đi theo để người ta nương theo cái ánh sáng tu tập đó chứ cái người mà ma cũng không dám theo mà kiến họ mất rồi không dám theo là cái người đó bỏ đi rồi hết xài được ma chê quỷ hờn đó hiểu khúc này không suy nghĩ quán triệt động não bằng sự trí huệ thông minh của mình để hiểu hết những gì mà thanh đồng diễn tả qua nha đừng có hiểu lợt lạc là... Điều tiếp theo nữa là dai nhất, hông nhất, đầu nhất là nói âm bị âm hành tại sao chân vẫn nhất là ma nó khi mà thí dụ âm bám sát đi người ta bám vô chỗ nào trước nguyên tắc tổ thầy dạy nè mà âm bám sát người ta bám vô cái hông của mình trước trước tiên là người ta sẽ quút vô trong hai cái bờ dai đang ngồi cái có cơn gió lạnh thổi qua hai cái bờ dai cứng ngắc rồi nhất từ từ nó nhấc lên cái cổ xong sau đó nó sẽ nhấc tới cái đầu cái đầu là chỗ vị trí thứ ba Rồi mới nhức tới tay chân Nhức tới tay chân là người ta đã theo một thời gian rất lâu rồi Nhưng mà gỡ ra là gỡ đường nào Gỡ từ chân ra trước Gỡ chân ra trước rồi mới gỡ tới hông Gỡ tới dai rồi mới gỡ tới đầu nhất là sẽ nhức hông, dai, cổ, đầu, chân Nhưng mà nhẹ là nó sẽ nhẹ Trước tiên là nhẹ hai cái tay, hai cái chân trước Rồi sau đó mới nhẹ tới cái vai và nhẹ tới cái đầu Ngộ vậy đó Còn hỏi tại sao hả nguyên tắc nó là như vậy quý vị hiểu không ạ à? nguyên tắc nó là như vậy mà sẵn nói cho quý thầy nghe luôn để quý thầy biết quý thầy mà gỡ âm cho người ta đó thì phải gỡ từ chân và tay trước gỡ ngay hông á, không có hết được cái gốc nó bị còn sót lại cái vai cái cổ và cái chân gỡ ngay đầu là con quỷ đó mà mạnh hoặc là gốc củ quyền người ta lớn người ta đánh dội lại cái ấn cái phép hoặc là cái âm nó tỏa ra thầy chết bệnh chết liền tại vì cái phước kiếp người người ta còn còn cái xác kiếp người là vẫn còn một chút xíu nhỏ nhỏ phước kiếp người đâu đâu á hoặc là cái phước kiếp người người ta từ ngàn xưa đâu vẫn còn động lại trong cái xác á cho nên không có tùy tiện đánh vào trong cái phần đầu của người ta được và quý vị biết tại sao thanh đồng lại khuyên quý vị sáng mỗi sáng ra ngồi dưới nắng tập đặt tâm về đan điền quán nhẹ toàn thân biết rõ hơi thở nghe kỹ video pháp trị đau nhức hành thân biết tại sao không biết tại sao không để tụ vía nguyên thần chứ không có gì trên á. Qua 49 ngày đủ nguyên thần bảy lần tụ vía là mình sẽ có được ánh sáng trong thân nhẹ nhàng thể xác. Đôi khi thanh đồng nói cho quý vị nghe một cái bài gì đó nó có cái nguyên nhân á, nó có cái lý lẽ của nó mà để giải thích thì mình phải cần có một cái nguồn kiến thức học tập từ căn bản đi lên đi lên. Còn đâm ngang qua thanh đồng nghĩ là chắc một số người sẽ không hiểu nhưng mà hỏi thì thanh đồng sẵn sàng trả lời không giống nghề muốn tâm chúng ta tốt bằng nhau có người hỏi thanh đồng rằng là ma nó có tác động được vào vật chất hay là không thì thanh đồng nói có có những loại ma tác động được vào vật chất có khi chết mới còn tuần tác động được vào vật chất cụ thể là năm xưa thanh đồng đi với một người bạn bạn đó quay vô hỏi cái người mới mất có một tuần lễ là ê cho xin trái ổi được không thì chính mắt thanh đồng nhìn thấy là ổng đứng ổng cầm trái ổi đi ra trước cửa chọi vô cái lưng cái người đó chính mắt thanh đồng nhìn thấy thanh đồng mới biết là ờ tại sao người ta chết lâu năm người ta mới tác động được vào vật chất còn này mới có một tuần lễ à một tuần lễ mà tác động được rồi thì Thanh Đồng mới biết là cũng tùy vào căn cơ sống của mỗi người và khi chết người ta như thể nào nhưng mà cụ thể và mạnh mẽ nữa những cái người mới mất mà tác động được vào vật chất qua 7 lần tụ vía và lâu năm nữa là người ta dữ dội lắm á không phải tầm thường đâu có khi người ta sanh về cõi quỷ thần á quý vị không đủ phước sanh về thiên giới mà cũng không bị tội đọa vào địa ngục nên người ta sanh vào cái cõi gọi là quỷ thần ngày nay quý thầy là đi con đường tâm tà bất chính cầu mong tham vọng danh vọng tài lộc cho nên đa phần nhiều thầy bà chết bị đọa vào quỷ thần giới Atula đó Phép chú thì cũng như chư thiên Nhưng mà hình hài thì lại xấu xí Tâm dễ sân và tham ha Rồi có bạn hỏi Thanh Đồng là Nghiệp si mê giải như thế nào cho hết Nghiệp si mê là lại Phật sám hối Bài cái nghiệp si mê quá khứ ra Từng suy nghĩ bậy Từng mê mờ bậy Và dạ, mua tập, mua sách cho học sinh Cho học sinh Sám hối từ từ nó giảm bớt cái nghiệp si mê Nghiệp si mê là đọa vào bàn sanh Nghiệp tham lam là đọa dòng ngạo quỷ Nghiệp sân sân là đọa địa ngục Tại sao Thanh Đồng lại sợ quý vị sân Thanh Đồng đến đây mang cho quý vị an lạc và niềm vui Nếu mà quý vị khởi tâm sân gì sự gián tiếp của Thanh Đồng Thanh Đồng cảm thấy Thanh Đồng buồn lắm Cho nên Thanh Đồng cố gắng hết sức không để cho bất kỳ ai nổi sân vì mình Quý vị tu hành thì quý vị cũng nên nhớ như vậy Mình đến đây, mình xuất hiện trong cuộc đời này Mình nên mang đến cho người ta sự an lạc, vui vẻ và tiếng cười đừng để người ta sân gián tiếp vì mình mình cố gắng hết sức tu từ cái khẩu cái miệng cái lời nói hành động ý tứ cố gắng cố gắng lắm mọi người giữ rất nhiều giới hạnh giới hạnh nó sẽ tạo ra định lực giới hạnh và định lực nó sẽ sanh ra cái trí tuệ trí tuệ giới hạnh và định lực đủ lớn chúng ta sẽ có được trí tuệ bát nhã trí tuệ bát nhã có nhiều người hỏi thanh đồng cái câu như thế này rất là hay luôn làm sao mình để biết căn cơ mình tới đâu quý vị có nghe cái video clip thước đo căn cơ của thanh đồng chưa nó đó dễ đo nhất là gì cái dục chúng ta không có được huệ nhãn thiên nhãn phật nhãn hay là thần nhãn để nhìn ra căn cơ của một người đi giả định nhưng chúng ta có thể cầm vào cái dục để đo căn cơ của chính mình quý vị có bao giờ mà nhìn thấy một người nào mà quan hệ với lại con con vật chưa Chứ là lúc mà Thanh Đồng học lớp 10 Thì lên báo là có một người Quan hệ tính dục giao cấu với heo Rồi thêm một chuyện nữa là Thanh Đồng cũng biết là có cái Thanh Đồng đi cái lễ chùa Thì Thanh Đồng cũng biết là cái cái anh nó đó ảnh hơi bị manh mát nhưng mà ảnh có quan hệ tính dục với con chó ở trong nhà của mình. Có gì thấy nó ghê gợn không? Con thú á nó mới quan hệ tính dục và giao cấu với lại là thân hữu của nó. Ví dụ như con chó con, một thời gian lớn lên, nó có thể giao cấu với con chó mẹ. Đó là thú, là cái dục tán loạn, biên loạn và lăn loạn không kiểm soát. Còn con người mình có không quý vị? Không có. Con người mình là có cái dục nhưng mà cái dục nằm ở mức bình thường, mình được kiểm soát bằng đạo đức, bằng lý trí và nhân cách. Còn ai mà kiểm soát dục tốt hơn nữa Lắng cái dục xuống luôn là người ta đang đi về hướng phi thường Ai mà để cái dục trà lạ Ăn ở với vợ người, ăn ở với mẹ Chị em ruột hoặc con gái ruột của mình Hoặc con ghể thì người đó đang đi về hướng thú Đang đi về hướng bàn xanh Còn ai kiểm soát được cái dục bình thường Tránh dâm vợ chồng với nhau thì nó là dục bình thường thì người ta đang là con người bình thường còn ai mà kiểm soát được cái dục lắng động tốt không có khởi dâm dục thì người ta đang đi về hướng hướng thánh hướng của một bậc chứng ngộ một bậc tiên cố chúng ta không đủ cái mắt nhìn để nhìn thấy được ai thánh ai phàm nhưng chúng ta có cái tai để nghe mắt để quán xét và biết được Tuy nhiên mình đừng có hà khắc quá với tội lỗi của người Thầy nói với Thanh Đồng như vậy nè Con mà dè biểu tội lỗi của ai nhiều quá Khắc khe Chà mạ Phỉ hạ Lăng nhổ khinh bỉ tội lỗi của bất kỳ ai Dầu cho người ta tác tệ tới cỡ nào Cái tội của người ta Cái nghiệp chạy qua bên con bởi vậy quý vị tu một thời gian á quý vị đem rác của người ta vào trong tâm của mình thấy người đó trội ăn ở không có đàng hoàng thấy cái người đó không có đoan chánh thấy cái người đó chảnh hay là thấy cái người đó là bất hiếu sĩ mạ lăn nhổ người ta đủ điều cái nghiệp của người ta chạy bên mình một chút xíu đó còn khi mà gặp những người xấu thì mình nên khởi cái tâm gì niệm phật khởi cái tâm niệm phật khởi cái tâm quán tưởng từ bi yêu thương lên tội nghiệp họ mình cứ niệm phật cứ niệm cha trời mẹ đất quán quán chiếu xoay chở xoay chuyển cho họ hiểu được cái sai của mình cho họ hiểu được cái mê mờ của mình rồi gia hộ cho họ tỉnh tuồng từ từ chứ mình biết rõ cái sai quý vị nhớ cho thanh đồng nha nhìn biết rõ cái sai nó khác với lại dè biểu khinh hạ và miệt thị cái sai mình có từ bi có kiến thức có trí huệ có trí tuệ có hiểu biết mình nhìn mình biết cái nào là sai cái nào là xấu cái nào là đúng nhưng mà mình nhìn bằng ánh mắt trí huệ yêu thương và từ bi thông cảm chứ không phải mình nhìn bằng ánh mắt dè biểu khinh hạ miệt thị cha mạ người ta mang tội thanh đồng rất mong là vấn đáp tâm linh của thanh đồng có thể gửi đáp đến với mọi người những điều cần thiết trong cuộc sống về đường đời đường tâm linh quý vị nhớ cho thanh đồng nha mỗi buổi sáng ngồi dưới nắng trời nghe cái video pháp trị đau nhức hành thân do âm bám sát của thanh đồng đi rồi làm theo qua 49 ngày thôi qua 7 lần tụ vía rồi sáng tối lại phật sám hối thêm rồi tác cái tâm từ bi yêu thương qua 49 ngày quý vị sẽ thấy quý vị đang ở một đẳng cấp rất khác ngày xưa nhưng mà mình phải giữ lòng khiêm hạ để đi tiếp nha mình khởi cái tâm cao ngạo lên có chút thành tựu là mình rớt đạo trở lại liền. Hoan hỷ nam mô Phật.